Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vì sao Nguyễn Hòa Bình phản Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Hòa Bình làm chánh án tòa án nhân dân tối cao, là đứng đầu một cơ quan trực thuộc Ban Bí thư do Nguyễn Phú Trọng làm đạo đứng đầu, với việc tự đưa ra suất đặc biệt để ngồi lại nhiệm kỳ 3 thì có thể nói ngoài ông Lê Duẩn và Hồ Chí Minh cầm quyền suốt đời thì chưa ai làm tổng bí thư mà lâu như Nguyễn Phú Trọng. Chính vì làm chủ quá lâu nên hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng toàn những người là người ông đề bạt và cất nhắc mà nên. Hiện nay trong Ban Bí thư có 11 người cơ quan trực thuộc, bao gồm Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Kinh tế, Quân ủy Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Tòa án Nhân dân tối cao, Ban Nội chính, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trong 10 năm là người đứng đầu của Ban Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra rất nhiều người từ những cơ quan nhỏ trong Ban Bí thư lên dần và thay ông thực hiện những ý đồ mà ông mong muốn. So với các bộ trong chính phủ thì những người đứng đầu trong Ban Bí thư gần gũi nhau hơn, cùng một mục đích chung là phục vụ người có quyền lực nhất hiện nay, đó là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giả nùa. Đây hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình là thành viên của Ban Bí thư. Điều dễ thấy nhất là ai để tiến thân trong Ban Bí thư thì rất dễ được cơ cấu vào Bộ Chính trị. Ở đợt Đại hội 13 này thì ông Nguyễn Văn Nên, ông Trần Cẩm Tú, ông Phan Đình Trạc, ông Nguyễn Hòa Bình, ông Nguyễn Xuân Thắng, ông Lương Cường, cả 7 người này đều là thành viên của Ban Bí thư. Trong khi đó ở chính phủ chỉ có 2 người là Đinh Tiến Dũng và Trần Tuấn Anh được vào Bộ Chính trị. Nói thế không có nghĩa là mọi ghế trong Ban Bí thư đều cao hơn ghế Bộ trưởng. Có những vị trí trong Ban Bí thư quyền lực không lớn bằng một số ghế Bộ trưởng được đưa ra trong văn phòng của Thủ tướng. Được biết ghế Phó Thủ tướng được dành cho Ủy viên Bộ Chính trị là chiếc ghế rất triển vọng, khả năng sẽ lên làm Thủ tướng rất cao, cao hơn cả trưởng ban tổ chức Trung ương. Và việc ông Phạm Minh Chính từ trưởng ban tổ chức Trung ương mà tạt ngang qua làm Thủ tướng chỉ là một ngoại lệ hết sức hiếm hoi trong Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay. Ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Hòa Bình đã lợi dụng lẫn nhau những gì, đó là điều mà dư luận xã hội đang đặt ra. Chính trị là thủ đoạn, mà lợi cũng là một loại thủ đoạn. Ông Nguyễn Phú Trọng có lợi thế là chủ của Ban Bí thư rất lâu rồi, nên ông đã tuyển rất kỹ từng 11 cho các vị trí trong ban này. Tuy nhiên, lòng người hết sức khó đoán. Có nhiều người ban đầu thì thuần phục, nhưng sau đó thì có lông có cánh, tách ra làm chủ để tự thiết lập cho mình một thế lực mới. Ông Phạm Minh Chính là một ví dụ như vậy. Ông rất khéo léo, chất chiêu mọi cơ hội. Ông kết thân với Nguyễn Tân Dũng và gần gũi với cả Nguyễn Phú Trọng. Và như thế, ông vừa được giao những dự án rất lớn như Vân Đồn, làm bàn đạp chính trị, và ông được giao chức trưởng ban tổ chức Trung ương đầy quyền lực. Cuối cùng thì đến đại hội lần thứ 13, ông Phạm Minh Chính và ông Vương Đình, ông đã đứng lên trở thành một thế lực đang lên, tương lai sẽ nắm vương quyền của Đảng Cộng sản. Và đó là một Phạm Minh Chính đã lợi dụng Nguyễn Phú Trọng, nhỏ lợi dụng lớn. Tuy nhiên trong trường hợp Nguyễn Hòa Bình thì ông ta đã lợi dụng Nguyễn Phú Trọng để tiến thân, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng đã lợi dụng cả Nguyễn Hòa Bình để đe dọa những người dân oan trên toàn quốc. Tiếng thơm thì ông Trọng lấy hết, vết nhơ thì ông Nguyễn Hòa Bình phải gánh. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Hòa Bình rất biết lợi dụng lẫn nhau. Tuy là vết nhơ không thể gột rửa, nhưng ông Nguyễn Hòa Bình bất chấp. Ông ta làm cho bằng được, miễn sao đạt được mục đích tiến thân. Ông Nguyễn Hòa Bình là người thực dụng, ông ta sẵn sàng làm những cách xấu xa nhất, miễn sao đạt được mục đích và được ông Nguyễn Phú Trọng sủng ái. Nhìn thấy Nguyễn Phú Trọng đang cần những bản án phi nhân nhất để đè bẹp ý chí của dân oan bảo vệ quyền lợi cho đảng viên Đảng Cộng sản, ông Nguyễn Hòa Bình đã ra mặt xử vụ án gai góc nhất, đó là vụ án Hồ Duy Hải, để tìm kiếm cơ hội chính trị tốt nhất cho mình. Vụ án Hồ Duy Hải và cơ hội để Nguyễn Phú Trọng nâng đỡ ông ta là điều hết sức hiển nhiên khi ông hoàn thành nhiệm vụ. Và nguyên tắc suy đoán vô tội là nguyên tắc căn bản nhất mà người làm trong ngành luật cần phải biết. Trong vụ án Hồ Duy Hải, tất cả các từ cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng và tòa án đều chà đạp lên nguyên tắc này.
nó sai về cơ bản, có hệ thống và vấn đề cứ trượt đi sau 12 năm. Không phải ông Nguyễn Hòa Bình không biết, chứng cứ ngụy tạo ra là sự sai và truy tố cũng như tố tụng cũng sai. Tuy nhiên, nếu xử án mà đứng về phía dân thì nó sinh ra tiền lệ là ông Nguyễn Phú Trọng khó mà đè bẹp được bà con dân oan trên khắp đất nước Việt Nam. Và đó là lý do tại sao ông Nguyễn Hòa Bình bằng mọi giá phải xử án tử hình cho Hồ Duy Hải mặc dù không đủ bằng chứng. Nguyễn Hòa Bình ngồi ở chiếc ghế cánh tòa án nhân dân tối cao thì không thổ tham quyền lực được. Ông ta cần một vị trí trong bộ chính trị thì lúc đó có thể leo cao hơn. Trong nền tư pháp này, Hồ Duy Hải chỉ như một cây cỏ dại, nhưng cái tên Hồ Duy Hải đã trở thành vết nhơ không thể gợt rửa đối với ông Nguyễn Hòa Bình. Và với ông Bình thì vết nhơ đó đổi lấy chức ủy viên bộ chính trị là hoàn toàn xứng đáng. Người ta nói cuộc đời là một chuỗi dài những sự lựa chọn, và Nguyễn Hòa Bình đã chọn con đường phản dân. Mà đã chọn con đường phản dân thì ông ta đã chót đi vào con đường phản quốc mà không thể quay trở lại để có thể tiến thân bằng mọi cách. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình mặc áo quan tòa nhưng phản bội lại công lý và 100 triệu người dân trong cả nước. Nếu con người chính trực thì họ luôn trung thành, tuy trung thành mà không phải trung ngu. Những con người như vậy thì không thể chế chính trị này hầu như không thấy, bởi vì lòng trung thành ấy nó đòi hỏi con người phải biết sống có tình có nghĩa. Điều này với giới chính trị già của chế độ Đảng Cộng sản là một thứ hết sức xa xỉ. Hầu hết là họ bị ràng buộc bởi quyền lợi bản thân. Nếu đứng trước cơ hội tiến thân tốt hơn, họ sẵn sàng phản bội lại người dân cả nước. Bài học Mao Trạch Đông đã sách động Hồng Vệ Binh hại Lưu Hiếu Kỳ để Mao độc chiếm quyền lực còn đó. Đây là tấm gương xấu, nhưng với những quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, nó là bài học hữu ích cho họ. Công lý không phải để đảng, mà công lý phải là phơi bày sự thật. Điều căn bản đó, ông Nguyễn Hòa Bình rất biết. Nếu trung thành với điều đó, thì được dân hoan nghênh, nhưng ông biết chứ, nhưng làm gì thì dân cũng biết cả. Nhưng nếu phục vụ người dân, thì ông Nguyễn Phú Trọng chưa chắc đã vui. Vậy nên, ông Nguyễn Hòa Bình đã phải phản dân. Ông phản lại công lý, ông phản lại sự thật. Tất nhiên, không lý do gì sau này ông Nguyễn Hòa Bình đã không phản ông Nguyễn Phú Trọng. Đi theo con đường phản và thành công đến với Nguyễn Hòa Bình cũng rất nhanh. Sau phiên tòa ô nhục xử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, Đài Phát thanh và Truyền hình VTV của Việt Nam liền hùa theo, tuy rằng quá trình điều tra sai sót nhưng bản chất vụ án vẫn đúng, tức là điều tra sai nhưng kết quả điều tra vẫn đúng. Như thế có nghĩa là cái gọi là bản chất vụ án chính là niềm tin có trước của VTV rằng ai là thủ phạm, bất cần chứng cứ khách quan. Họ đã công khai ủng hộ thì điều đó có nghĩa là canh bạc phản dân của Nguyễn Hòa Bình đã thành công. Bộ máy tuyên truyền do Ban Tuyên giáo chỉ đạo đã đứng về phía Nguyễn Hòa Bình. Đây là thông điệp cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đã hoàn hồ cách ứng xử đổi trắng thay đen, và đó là kết quả đã có liền. Ngay Đại hội 13, ông Trương Hòa Bình đã được vào Bộ Chính trị như một phần thưởng mà ông Nguyễn Phú Trọng đã ban cho vị này. Đây là hình ảnh rất có thể vụ án xử Hồ Duy Hải đã giúp Nguyễn Hòa Bình thành một trong 8 người mới trúng cử vào ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực. Với con người như vậy, ông Nguyễn Phú Trọng rất cần cho ban nội chính để ông Nguyễn Hòa Bình có thể đi khắp nơi lục soát và sục sạo mọi hồ sơ của quan chức đảng viên để tìm những sai phạm và đưa họ vào lò. Với bản lĩnh chính trị như Nguyễn Hòa Bình thì việc ngụy tạo một hồ sơ rồi chụp mũ cho ông Nguyễn Phú Trọng kỷ luật là điều rất hay. Từ sau Đại hội 13, một số nguồn tin khả tín nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng tính dọn sẵn vị trí trưởng ban nội chính cho ông Nguyễn Hòa Bình. Ông Trọng tính đã chuyển Phan Đình Trạc đi nơi khác. Theo thông tin là ông Trọng dự định cho Phan Đình Trạc về ban tổ chức. Được biết vào sáng ngày 16 tháng 5 năm 2020, tại kỳ họp thứ 9, ông Nguyễn Hòa Bình đã phát biểu nhiều vấn đề liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải trước đại biểu Quốc hội và đã phát biểu như sau. Không có án sai, một con người phát biểu đổi trắng thay đen, không chớp mắt, không một chút áy náy, không một thái độ lúng túng, hoàn toàn tự nhiên. Và kết quả được đưa lên mặt báo, và nhờ đó ông ta quảng bá, được hình thành ông ta đến những con người cần sử dụng phẩm chất đó của ông ta. Thấy đầu quân cho Phạm Minh Chính có triển vọng hơn, thì quay lưng với Nguyễn Phú Trọng cũng là điều mà dư luận đang đặt ra đối với ông Nguyễn Hòa Bình. Không có lòng trung thành nào cả,
quyền lợi bản thân là trên hết đối với quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu so sánh giữa vị trí trưởng ban nội chính Trung ương và vị trí phó thủ tướng thì có thể nói trưởng ban nội chính Trung ương thua khá xa. Nên nhớ chức phó thủ tướng sẽ rất dẫn đến chuyện có thể lên làm thủ tướng trong nay mai. Và hiện nay với tư cách là ủy viên Bộ Chính trị và làm phó thủ tướng, ông Nguyễn Hòa Bình cách ghế của thủ tướng gần hơn bao giờ hết. Trong khi đó, chức trưởng ban nội chính thì còn cách rất xa vị trí của tứ trụ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình quay lưng với ban bí thư sang đầu quân cho bên chính phủ. Công nâng đỡ bao nhiêu năm, giờ thấy chức trưởng ban nội chính nhẹ hơn chức phó thủ tướng thì không do dự. Ông Nguyễn Hòa Bình đã chọn quay lưng với quan thầy cũ già nua Nguyễn Phú Trọng sang bên chính phủ làm phó cho Phạm Minh Chính đang lên. Nguyễn Hòa Bình đã đi lên bằng cách nặn ra bản án phản dân, thì việc ông Nguyễn Hòa Bình phản lại thế lực sắp xếp thời Nguyễn Phú Trọng sang thế lực đang lên, âu cũng là điều dễ hiểu, vì ông Nguyễn Phú Trọng đã dần ngả bóng về chiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ 6 ngày 12 tháng 3 năm 2021 với bản tin Vì sao Nguyễn Hòa Bình phản Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.